Xin chào quý cô chú anh chị trên mọi miền tổ quốc đã đến với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Hôm nay trở lại với nhà vườn Lan Vi thì hôm nay chúng em xin giao lưu với anh chị mình một số tác phẩm chấp ngợi và sâm ngọc. Kính mong quý cô chú anh chị dành sao tin tưởng ủng hộ nhà vườn. Địa chỉ tọa lạc là Hữu Hạnh Đức Hòa, Long An. Số điện thoại liên hệ danh cũng là Zalo 0326408040. Thì cô chú anh chị nén vài phút để xem đến cuối clip ha. Cuối clip này em có một cái tác phẩm siêu đẹp, siêu đặc biệt, không làm cô chú anh chị mình thất vọng đâu. Rồi trước mắt cô chú anh chị mình là cây mã số 1, là cây chấp ngợi ha cô chú anh chị. Cây này vừa tầm dễ chơi nè cô chú anh chị, và đặc biệt lũa cực kỳ đẹp luôn. Lũa này em tạo tác rất là chi tiết nha, đường nét lũa rất là tinh xảo đấy ạ. Tí sẽ lên clip một cây tâm huyết của nghệ nhân vườn em ha cô chú anh chị. Chiều cao là 5, hoành là 54. Chiều cao là 105. Tán ngang là 79. Cây này vừa chơi. Cây nó bự nha cô chú anh chị. Nhưng mà hôm nay em sẽ clip sale giá cực kỳ hữu nghị luôn. 3.800.000 cho cây mã số 1. Cây này khá là bự ha. Cây là 2 người bê của quý chị. Cây nằm trong cái chậu tàu sẵn luôn chú anh chị. Cây này phí ship cũng cao. Mà nhà vườn đặc biệt là bao ship. Một đế cũng nở đó. Khá đẹp, chậu tàu đẹp luôn. Lỗ này là lỗ thép nha cô chú anh chị. Chỉ 3.800.000 thôi. 3.800.000. Ship tới nhà. Luôn chậu ạ. Có chú bác nào mà ở gần Long An như là Sài Gòn, Bình Dương, Tây Ninh, Tiền Giang là có xe chở tới nhà luôn. Rồi qua mã 1 tới mã 2 luôn ha. Cây này đáng để sưu tầm nè cô chú anh chị. Nè, tâm tưởng khá là nhiều, cây này sống khỏe luôn đó cô chú. Cây này để vô form hết rồi. Chiều cao là 96. Cô chú anh chị mình thích lũa ngại sọc giai đoạn của em. Tán ngang là 60, từ đây qua là 67. Hoành ở điểm này là 38. Khá là nét cây lắm cô chú. Cây mã số 2 nhà vườn cho luôn cô chú chị mình giá là 5.800.000, bao ship luôn chậu. 5.800.000. Cây nằm trong chỗ tàu sẵn luôn. Năm triệu tám mà sở hữu một cây khá là vip nha cô chú anh chị. Chưa không đụng hàng. Cúc cành to. Nó vô form hết rồi, mình tháo dây hết được. Cây cũng thành phẩm luôn rồi. Trước mắt cô chú anh chị mình cây mã số 3. Cây này vườn em có một cây duy nhất dáng lĩnh nam nha cô chú anh chị. Một cây duy nhất, không có cây thứ hai dáng này cô chú ạ. Cây này thì thôi, cốt cành nó rất là bự luôn. Nó xiết dây luôn rồi. Có thể là em tháo được một mớ rồi, nhưng mà do quá trình vận chuyển lên cô chú á, rồi em chừa lại cho vận chuyển nó không bị gãy nhánh á. Quay cận cảnh từ dưới lên cho cô quay chú bác chim ngưỡng. Đây siêu phẩm em nói lúc đầu là đây nè cô chú anh chị, rất là đẹp. Một cây duy nhất ở vườn em dáng này luôn.
Em đi chi tiết cành theo phong cách lĩnh Nam cúc nha cô chú anh chị. Cúc cành to, to hơn cái ngón trỏ nè. Đa số là tháo được dây hết rồi mà chưa tháo. Lũa này có phần lũa zin nó còn lại luôn. Lũa zin rồi lũa làm máy, làm tay kết hợp. Nó hài hòa, hòa vị rất là đẹp. Cây này rất là đặc sắc nha cô chú anh chị. Cây này công phu ở cái đường lũa với lại cái bộ cành làm lâu rồi. Cây này là siêu lũa nha, 90% lũa. Cây này có chiều cao là 100 chẵn. Tán ngang là 62. Quanh ở điểm này là 59. Cây này là rất là đẹp, phải nói là rất là đẹp luôn á cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình giá là 10.500.000 bao ship luôn chậu ha. 10.500.000 cho cây mã số 3. Nhà vườn, cô chú anh chị mình cần thêm chi tiết thì cứ liên hệ nhà vườn ha. Các bạn Zalo em sẽ gửi thêm hình ảnh chi tiết cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Cô chú anh chị mình thích cây nào thì cứ chốt đi nha. Vườn em số lượng còn không có nhiều đâu cô chú anh chị ạ. Mà dòng những dòng này là dòng khai thác, không có công nghiệp, không có nhân giống được á. Nên không có còn nhiều để cô chú anh chị mình đắn đo, chần chừ đâu ạ. Rồi 10.500.000 cho cây mã số 3. Em xin phép qua cây. Chúc cô chú anh chị mình cây mã số 4 nha cô chú anh chị. Con nhân cành rơi ạ. Cây này 90% là lũa nha cô chú anh chị. Lũa rất là khéo, rất là chi tiết luôn ha. Nó lấy cái tấm tròn tròn xem. Cây này chiều cao mình tưởng tượng cái đó là giống như là cái mặt trăng á cô chú anh chị, rất là đẹp luôn, nghệ thuật. Cây siêu lũa ở điểm này là 1m5, tán ngang là 50. Mình là 40. 7.600.000 cho cây mã số 4 nha cô chú anh chị. 7.600.000. Cây này cái ship rất là cao luôn cô chú anh chị. Cây này ngày xưa những đơn vị vận chuyển là họ không nhận, nhưng mà bây giờ Viettel họ có cái giao hàng bằng xe tải nên là có thể đáp ứng được. Cây rất là nghệ thuật luôn. Quay cái gốc cành cho các anh chị xem, cái cành to như cái cành nhỏ. Vân nhân cành rơi. Rồi qua cây. Thì mình là cây mã số 5 thôi cô chú anh chị. Cây khá là bự cây nha cô chú anh chị. Cây này hôm nay em xanh lý hết mình cô chú anh chị mình chơi luôn. Cây phía xếp hơi cao ạ. Chiều cao là 1m19. Tán ngang về 91. Hoành là 55. Cây này cô chú anh chị mình để vô cái sân á, mình khá là biết luôn ạ. Lũa 80% là lũa. Cây mã số 5 nhà vườn cho luôn cô chú anh chị mình giá là 4.900.000 thôi cô chú anh chị. Hôm nay em xem giá cực mềm ha, 4.900.000 cho cây mã số 5. Đi quay cái lũa.
Chỗ đẹp lắm chú ạ. Đây là lỗ hết hết nha cô chú anh chị. Lỗ cứng. Cây sống cây hơn trăm năm mới ra được cái cốt vậy. Trời non rất là nhiều nha, trời non đang sống khỏe nha cô chú anh chị. Trời non hiện tại cây sống khỏe mới giao luôn cốt cành chị mình nha, bự hết rồi. Rồi ok cây. Cây mã 6 hay cây xâm ngọc hay cô chú anh chị? Cây này giống hình như cái đường lũa đâm đâm vô thân nè, nó xiên vắt luôn nè cô chú anh chị. Cây này khá là độc đáo. Mã 6. Chiều cao là 57, tán ngang là 47, hoành là 37. Zalo của chú chị mình là 950.000 cho cây mã số 6 của chú chị. 950.000 thôi. Mình có sở hữu có cái chậu tàu để chơi luôn, không cần làm gì hết ha. Em giá em bao ship tới nhà cho cô chú chị mình luôn. Chú chị mình tư yêu thương ủng hộ nhà vườn ha. Rồi qua cây. Qua cây. Ý là cô chú chị cầm gần. Hôm nay em sale còn 400 nha cô chú chị. 400. Chú chị mình nhân tay sang hộ cụm này đi, còn một cụm duy nhất còn sót lại ở vườn em, hủ duyên ha cô chú anh chị. Hoành chiều cao là 54, tán ngang là 62. Hoành bằng ngón tay chở cái cây này, bằng ngón cái chủ bằng ngón tay của ngón chân cái em ha. Đang có bông ha, chồng này xuyên bông lắm cô chú anh chị, rất là thơm. 400.000 cho cây mã 7, chỉ 400.000 em bao ship nha cô chú chị luôn nguyên cái cụm này. Em qua cây trước mắt cây cô chú anh chị mình là cây mã 8 nha cô chú anh chị. Cây này giá hôm nay sale hợp cực mềm luôn, 1.200.000 cho cây mã 8, chỉ 1.200.000 thôi. Chiều cao là 57, tán ngang là 63. Hoành là 54, 1.200.000. Bao ship luôn chậu ha cô chú anh chị, giá cực kỳ hời luôn. 1.200.000 cho cây mã 8. Dạ rồi em qua cây. Đây là xanh ngọc. Chị mình là cây túc nha cô chú anh chị, dáng bay giống như con rồng nè cô chú anh chị. To bự hết rồi nha cô chú anh chị. Hàng nuôi thả. Chiều cao là 38. Bay này là 54. Hoành ở điểm này là 14. Mã 9 em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 450.000 bao ship luôn chậu ha. Một cây dáng rất là lạ lướt nha, rồng bay phượng múa. Vậy ha. Thế lại trước mắt của chú anh chị mình là cây mã 10 ha. Cây xanh ngọc rất là đẹp nha cô chú anh chị. Hàng này là siêu lụa. Chú anh chị mình thích nghệ thuật lụa thì sở hữu những cây này rất là đẹp. Những cây này sức sống rất là mãnh liệt nha cô chú anh chị. Những cây giao lưu của chú anh chị là đâm chồi non, đâm tượng em mới giao lưu cây đang sống khỏe nha. Nằm trong chậu tàu sẵn luôn. Em ép chậu sẵn cho cô chú chị mình luôn đó. Chiều cao là 71, tán ngang là 82, hoành là 78.
Em giao lưu 2.300.000 cho cây số 10 ha cô chú anh chị. 2.300.000 cho cây mã số 10, bao ship luôn chậu. Lũ đẹp không cô anh chị? Lũ đẹp luôn. Rồi qua cây. Cây mã số 11. Một cây Samsung thân đao điểm nha cô chú anh chị. Và đặc biệt cái bông này là một bông màu tím rất là đẹp và nó rất là sai bông. Hiện tại trên đây đã có đủ bông rồi cô chú anh chị. Chú anh chị chốt bây giờ là chơi bông liền luôn á. Cây dáng rất là dáng thế rất là đẹp. Cây hiền vui tương lai cô chú anh chị. Chị 480.000 cây mã 11 nha. Chiều cao em đo là 47. Máy ngang là 56. Quanh là 14. 480.000 cho cây mã 17. Bao ship luôn chậu tàu này nha cô chú anh chị. Đã giá tương tác cho cô chú anh chị đầu năm cho vui vẻ có cây để chơi nha. Hoan hỷ hoan hỷ. Rồi cây mã 11 cũng là cây cắt cuối clip luôn. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã gần xa đã tin tưởng ủng hộ nhà vườn. Em xin nhắc lại địa chỉ tòa lạc tại Hữu Thạnh, Đức Hòa, Long An. Số điện thoại liên hệ cũng là Zalo 0326408040. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Xin chào tạm biệt ạ.